Xin chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại kênh của Lâm Cơ Thành Nhà, địa chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Bác đã cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 nha các bác. Và hôm nay là ngày 16 tháng 12, em lên đầu máy 13 con. Máy em báo trên từng cái máy là đã có phụ kiện kèm theo và đã bao ship toàn quốc cho các bác. Phụ kiện kèm theo thì gồm có dao vuông, bá phát cước, giày đeo, típ mở buji và mở đầu dao, lục giác. Hình thức mua bán thì các bác không cần phải cọc. Và trước khi nhận và giao tiền cho nhân viên giao hàng, các bác được quyền kiểm tra máy, được quyền test nổ máy nha các bác. Và hôm nay thì 100% nó là những dòng 2 thì xăng phải vá nhớt nha. Hôm nay không có máy 4 thì phân khúc cc thì từ 20cc cho tới 28cc thôi. Toàn công suất cỡ nhỏ, cỡ vừa, cỡ khá, không có máy lớn. Vâng, để không mất thời gian của các bác, em sẽ điểm sơ từng con một trước để các bác lựa chọn. Bác nào chốt con nào chọn con nào ạ, tờ đi tờ lại đúng con đó coi. Chắc chắn chốt thì liên hệ hai số điện thoại có Zalo. Các bác chỉ cần nhắn tin chốt con số hôm nay lâu chữ Q chẳng hạn. Các bác thích con Q12 là con Mitsubishi TL261 này chẳng hạn. Các bác kết bạn qua Zalo và nhắn tin chốt Q12. Lúc đó em sẽ gửi hình ảnh cho các bác xem một lần nữa. Rồi chắc chắn chốt thì các bác ghi địa chỉ số điện thoại người nhận, thế là xong. Hình thức rất đơn giản nha. Và hôm nay có một con Robin 28cc Mitsubishi TL26261 ngày nào cũng có nha. Mitsubishi TBE27cc đẹp xuất sắc. Vâng, ngoài Mitsubishi cầm phân khúc cỡ 26 thì ngoài ra có những con 23. Mitsubishi TL231, TL20, TL23. Đó, dòng dàn Mitsubishi nha. Tùy theo công suất, tùy theo túi tiền, tùy theo mục đích công việc nữa ạ. Hai con đến từ thương hiệu Echo Curit 230. Một con Maruyama 24cc, Maruyama 23cc tung điện. Và một con siêu phẩm Maruyama 20 nha các bác. Và trước khi review từng con một, như mọi khi sẽ hướng dẫn cách sử dụng, cách pha nhớt ạ. Sáng ra hoặc lâu ngày không sử dụng, nhấn nút bơm xăng. Tùy theo từng cái dòng đen, những cái dòng đen bên tay phải, dòng đen bên tay trái, xin lỗi ạ, dòng đen bên tay trái bắt đầu khởi động, thả xuống, nổ rồi, nhấc lên. Những con bên tay phải thì nằm ngược lại nha, bắt đầu khởi động, nhấc lên, nổ rồi, thả xuống. Và hôm nay 100% là dòng máy 2 thì các bác pha tỷ lệ nhớt cho em 1/20, 1 lít nhớt là 20 lít xăng. Đó là những dòng nhớt thông thường. Còn nhớt đắt tiền, nhớt cao cấp hơn, các bác có thể pha tỷ lệ cao hơn nha. Vâng, và bắt đầu khởi động nha các bác. Như con này, bắt đầu khởi động, bơm xăng này. Rồi, đóng nghe xuống, rất nổ. Nổ rồi nhấc lên. Lúc sáng ra hết xong, lâu ngày không sử dụng, mình làm đúng thao tác như vậy. Lưu ý, ga lên một chút bao giờ cũng dễ nổ hơn. Còn khi mà nó nổ như bây giờ ạ, không bơm xăng, không đóng đen nữa, nhẹ cái nó nổ thôi ạ, để ý chúng tác là được. À, các bác có thể nhìn thấy gì giật này. Con này mới trên 90% nha các bác. Đến từ thương hiệu Maruyama, phân khúc cỡ nhỏ 20cc lòng 30 ly. Tum liền. Đặc biệt hơn, phiên bản này sử dụng bộ tay cá bóp hệ xịn sò, tất cả riêng nguyên bản hết cho các bác. Giá 1.300.000 đồng. Vâng, con này có mất cái vỏ này. Chắc ông thợ ông kéo hay là do vận chuyển kéo rê một tí 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 nhá. Nói chung nó không ảnh hưởng đến cái hình thức bên ngoài lắm đâu ạ. Một tí 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 thôi ạ. Và cái con này phần trăm của nó còn rất rất cao nha các bác. Q1 1.300.000 đồng. Vâng, Q2 cũng vậy ạ. Cũng được gọi nó là một siêu phẩm nha. Đó, và giá thành nó rất phải chăng. Các bác muốn làm công việc gia đình, phát vừa vừa phải phát ít, các bác chọn những cái thương hiệu Maruyama này. Đó, cái tính ổn định này, tiết kiệm xăng này, đồ thay tháo nó cực kỳ dễ nha. Và thứ hai nữa là túi tiền của nó cực kỳ phải chăng. Vâng, K2 rồi, xin lỗi ạ. Q2 giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Maruyama. KC23, 23cc lòng 32 ly, phân khúc cỡ trung bình. Chế qua một đồ, chế ga ngang một kim, tum liền. Tay ga giữ, rin nguyên bản. Giá chỉ có 1.400.000 đồng. Q2 Maruyama đẹp xuất sắc, 23cc lòng 32 ly ạ. Đó, các bác có thể thấy trên video nó cực kỳ đẹp luôn nha các bác. Q2 1.400.000 đồng. Vâng, ở kênh Lâm Cơ Thành Thịnh hay có câu nói, các bác nào chốt chậm chốt hụt, các bác lưu ý bấm nút đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo. Thường em phát sóng vào khung giờ 7 giờ đến 8 giờ buổi tối hàng ngày, hoặc là liên hệ trực tiếp để yêu cầu những con tương tự nha. Khi các bác muốn con tương tự thì các bác liên hệ qua hai số điện thoại có Zalo. Em sẽ gửi hình ảnh hoặc video cho các bác một con máy đó. Các bác cảm thấy ok con này
đúng con tương tự thì các bác ghi địa chỉ số điện thoại người nhận, đấy là xong, hình thức rất đơn giản như các bác. Vâng, Q3 giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Marujangma nữa ạ. Con này nhỉnh hơn Q2, Q1, 24cc lòng 33 ly. Phiên bản này có trục giật trợ lực nha. Đặc biệt hơn, phiên bản này sử dụng chế Guamaro, chế ga ngang, chế 2 kim, tum liền, tay ga giữ, công tắc luôn như tay. Tất cả riêng nguyên bản hết cho các bác con này. Đó. Giá con này hôm nay chỉ có 1.400.000 đồng. Các bác đã sở hữu một con Marujangma 24cc lòng 33 ly, có trục giật trợ lực. Q3 1.400.000 đồng nha các bác. Q4 và Q5 giới thiệu cho các bác hai con đều đến từ thương hiệu Echo Curit. Vâng, bác nào thích những cái phân khúc trung bình, túi tiền phải chăng, xài cực kỳ hiệu quả, các bác có thể chọn Q4, Q5 ngày hôm nay nha. Echo Curit, phiên bản Echo Curit 235, 23cc lòng 32 ly, chế bơm xăng tự động, chế ga đứng, tum liền, ghi đồng 1, cực kỳ đẹp luôn nha các bác. Giá chỉ 1.300.000 đồng cho con số Q4 ngày hôm nay ạ. Vâng, Q4 1.300.000 đồng. Q5 cũng vậy nha, Echo Curit 230, 23cc lòng 32 ly. Với những cái phiên bản này ạ, cái tính ổn định hoặc là cái độ gọi là độ trâu bò của nó rất cao nha. Nó cao, và với phiên bản này 23cc lòng 32 ly con số Q5 cũng chỉ có giá 1.300.000 đồng với phiên bản tay ga giữ, công tắc luôn như tay, đồ bò chắn cỏ riêng cho các bác. Vâng, chỉ 1.300.000 đồng Q5 ngày hôm nay ạ. Q4 và Q5 đều đến từ thương hiệu Echo Curit, đều ở cái phân khúc 23cc lòng 32 ly và đều có giá 1.300.000 đồng. Vâng, các bác thích những con hàng hệ xịn sò thì các bác có thể lựa chọn những thương hiệu Mitsubishi đời TL nha. Đời TL là một trong những cái đời cao cấp nhất của dòng Mitsubishi và nó đồ dây giá của nó rất sẵn nha. Q6 là một con Mitsubishi TL 23, 23cc lòng 31 ly với phiên bản chế Guamaro 2 kim, tum rời tum nhôm, tay ga bóp hộp giữ, đầu bò chắn cỏ riêng cho các bác. Vâng, chỉ có 1.750.000 đồng Q6 ngày hôm nay, Mitsubishi TL 23 23cc lòng 32 ly ạ. Vâng, Q6 1.750.000 đồng ạ. Vâng, Q7 giới thì cho các bác một con đến từ thương hiệu Mitsubishi nữa ạ. Mitsubishi TL 231 nha các bác, 23cc lòng 32 ly. Vâng, với con này thì cực kỳ đẹp luôn nha các bác. Và như ở trên video, một số video em đã nói đấy ạ, tất cả những con Mitsubishi mà nó có màu vàng này, nó do tập đoàn Ryobi phân phối nha. Đây là một con Mitsubishi sản xuất, Mitsubishi sản xuất. Vâng, ở trên này nó có chữ Ryobi này. Vâng, con này 23cc lòng 32 ly với phiên bản chế Guamaro 1 kim, le đỏ tự động, cực kỳ đẹp luôn nha các bác. Và chắc chắn rồi, lốc máy có dập Made in Japan ở những đời TL. Đang sử dụng bộ tay ga giữ, đầu bò riêng cho các bác. Với thương hiệu này, em sẽ bán giá 1.700.000 đồng cho thương hiệu Mitsubishi TL 231, 23cc lòng 32 ly, con số Q7. Con này chưa dán mác này em này, dán mác vào 1.700.000 cho anh cái. Vâng, Q7 1.700.000 đồng. Q8 cũng vậy nha, Mitsubishi TL 231 23cc lòng 32 ly. Vâng, cái phiên bản này ở trên video, nhiều video nói khác em cũng nói đấy ạ. Cái màu xanh đen này này,
Đó là do tập đoàn Kazat phân phối nha. Đó là dòng Mitsubishi. Vâng, với phiên bản này thì nó khác con Q7 một chút. Nó sử dụng bộ trục giật có trợ lực, chế le tay đỏ, chế 2 kim. Tất cả thì nguyên bản hết cho các bác. Và chắc chắn rồi, lốc máy có made in Japan dập nổi. Tum liền. Đây, ga ghi đông 1, ga đây nha. Với những con ghi đông này, các bác không thích ghi đông, các bác có thể đổi qua ghi đông này nha. Giá tiền vẫn vậy. Đó bò chắn cỏ lên cho các bác. Vâng, chỉ có 1.700.000 đồng Q8 ngày hôm nay nha các bác. Theo dõi Lông Cơ Thành Thịnh đã lâu cũng biết đấy ạ, giấc này không phải mua vắt cỏ, bên Lông Cơ Thành Thịnh giảm giá rất nhiều so với mọi khi nha. Vâng, giấc này các bác không chọn được những con máy đẹp hoặc là những cái con mà giá tiền máy đẹp và giá tiền phải chăng ạ, thì khả năng chả có giấc nào đâu ạ. Đã giảm giá nhất nhiều từ 50.000 cho tới 200.000 một trên từng đầu một con máy đấy ạ. Vâng, ví dụ như con Q9 này chẳng hạn, giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Mitsubishi nữa ạ. Đời cao nhất của dòng Mitsubishi TBE 27cc lòng 33 ly, tình trạng rin nguyên bản, sử dụng bộ trục giật có trợ lực, chế 2 kim, chế 2 họng xăng và chắc chắn rồi, made in Japan dập nổi ở lốc máy. Tum liền, tay ga giữ như các bác, tay ga bóp hộp giữ. Vâng, giá hôm nay chỉ có 2 triệu cho con số Q9 tum liền tum nhôm đến từ thương hiệu Mitsubishi TBE 27cc lòng 33 ly ạ. Nghe tiếng găng tì nhá, êm như tiếng gió thở vậy ạ, răng 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 răng. Đó, như bác nào mà rành về máy ạ, các bác chỉ cần không phải ga đâu ạ, chỉ nghe tiếng găng tì đã biết chất lượng máy của nó như thế nào rồi nha các bác. Vâng, Q9 giá 2 triệu. Q10 cũng 2 triệu, phiên bản Mitsubishi TB nhá, TB khác, TBE khác, TUE khác, nó rất nhiều đời nhá. Đây là đời TB. Vâng, với những cái đời này ạ, nó là một trong những con đời tua nhanh nhất của dòng Mitsubishi. TB26 26cc lòng 34 ly, phiên bản này cũng có trục giật trợ lực, chế guaro, chế ga ngang, 2 kim chỉnh tôm liên, tay ga bóc hộp giữ, tất cả đi nguyên bản hết cho các bác. Vâng, Q10 giá 2 triệu nha các bác. Các bác thích những cái đời TL thì hôm nay có TL26 và 261. Q11 là một con đến từ thương hiệu Mitsubishi TL26 26cc lòng 33 ly. Phiên bản này thì 100% nó sử dụng chế Guamaro 2 kim. Tum rời tum nhôm nhá. Đó, các bác có thể thấy của nó cực kỳ đẹp luôn. Tay ga giữ, đầu bò chắn cỏ riêng cho các bác. Vâng, chỉ có 2.150.000 đồng Q11 ngày hôm nay. Mitsubishi TL26 26cc lòng 33 ly ạ. Q11 2.100.000 đồng. Vâng, nhỉnh hơn một chút xíu nữa thôi thì các bác có thể mua được một con Mitsubishi TL261. Vâng, 261 nó nhỉnh hơn 261 một chút xíu. 26cc lòng 33 ly với phiên bản chế Guamaro 2 kim. Tung rời tung nhôm cũng đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Con này đang sử dụng bộ tay ga giữ, công tác luôn chân tay. Đầu bò chắn cỏ rin hết cho các bác. Vâng, chỉ có 2.350.000 đồng Q12 Mitsubishi TL261 26cc lòng 33 ly ạ. Vâng, Q12 2.350.000 đồng. Vâng, con cuối cùng ngày hôm nay giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Robin nha. Đây là một con hàng hệ, dân thợ gọi là hàng hệ đấy ạ. Đây là một con dòng phát chuyên nghiệp,
Vâng, giới thiệu cho các bác một con đến từ thương hiệu Robin NB281 28cc lòng 35 ly nha các bác. Vâng, với con này các bác phất cầy cã mà ở cái công suất cỡ khá khá ấy ạ. Các bác chọn được con này này. Con này nó phát cầy cã cho các bác được nha. Các bác phát ngày 7-8 tiếng, phát liên tục nó vẫn chịu cho các bác. Và giá thành của nó rất phải chăng nha các bác. Vâng, với phiên bản này thì nó đang sử dụng chế Guamoro, chế ga ngang, chế một kim, tum nhôm. Và các bác nhìn cái tum của nó này, cực kỳ chắc chắn luôn nha. Tương đối đẹp, tay ga giữ, đầu vò rin cho các bác. Và với thương hiệu này, bên Động Cơ Thành Định chỉ có giá 2.100.000 đồng Q13 Robin 28cc lòng 35 này ạ. Đấy, em tiếng em máy của em nói nhỉ, nó rít nên nó tua của nó rất nhanh nha các bác. Vâng, Q13 con cuối cùng em này 2.100.000 đồng. Vậy em vừa báo giá cho bà con nô máy 13 con. Em xin nhắc lại giá em báo trên từng cây máy là đã có phụ kiện kèm theo và đã bao ship toàn quốc cho các bác. Bác nào chưa thích con nào đâu này, chưa chọn được, chốt chậm, chốt hụt hoặc là chưa tới thời gian mua, các bác có thể bấm nút đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo. Thường em phát sóng vào khung giờ 7 giờ cho đến 8 giờ buổi tối hàng ngày. Hoặc là các bác có thể gọi điện trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 để tư vấn và đặt hàng nha các bác. Vậy em sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào toàn thể bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi video.